tới đất nước của chúng tôi. Nhưng tôi vẫn tôn trọng tập tục của nước ông. Ông tự giải quyết đi. Sư huynh, thế nào rồi? Trường Cốc Xuyên chết rồi. Sao tôi vẫn còn sống? Võ quán Phúc Quy. Chị Hân đâu? Cô ấy ra ngoài có việc rồi. Làm gì vậy? Làm gì vậy? Làm cái gì vậy? Trần Chân to gan dám hành thích tôi. Trần Chân dám hành thích ông? Cậu ta to gan quá rồi đó. Hắn giết thuộc hạ Trường Cốc Xuyên của tôi. Lần này dù thế nào tôi cũng không bỏ qua cho hắn ta. Chứng cứ đâu? Lời nói của tôi chính là chứng cứ. Ông nổi nóng với tôi cũng vô ích thôi hả? Tôi đâu thể dựa vào lời nói của ông mà bắt người được. Như việc Trần Chân nói Trường Cốc Xuyên giết chết Phương Chân Quy, tôi đâu thể nào dựa vào lời nói rồi bắt Trường Cốc Xuyên, có phải không? Bây giờ chúng tôi tới nhà họ Phương, cùng đối chất với tên Trần Chân đó. Trời ơi, sao tôi tiên sinh như vậy là không có hay lắm đâu. Chúng tôi không bằng không chứng qua đó là quấy nhiễu người dân rồi. Tôi chính là bằng chứng. Nếu như ông không đi với tôi, bây giờ tôi cử người tới nhà họ Phương đập nát võ quán. Được. Tôi sẽ đi cùng với ông xem sao. Được chưa? Mấy người ở yên trong nước mình tốt biết mấy. Đi. Các ông tới có chuyện gì? Chúng tôi tìm Trần Chân. Tìm Trần Chân làm gì hả? Đại An, có Trần Chân hay là không có? Có thì cậu hãy kêu cổi ra đây. Ai nói không có tôi? Trần Chân, cậu to gan dám hành thích tôi. Hành thích ông? Ông đề cao tôi quá rồi. Bây giờ ông là một người có thể hô mưa gọi gió, tự tung tự tác ở đất nước chúng tôi. Ai dám hành thích ông được chứ?
ở trước mặt Sato tiên sinh còn không thừa nhận hay sao? Ai có thể chứng minh? Sato tiên sinh có thể chứng minh được. Vậy thì thật kỳ lạ. Người nhà họ Phương có thể chứng minh Trần Chân luôn ở trong nhà, không đi đâu hết. Sao có thể hành thích Sato ông được chứ? Kim cục trưởng, ông coi mà làm đi. Trần Chân à, nếu đã có người tố cáo cậu, dựa theo trình tự, cậu tới cục cảnh sát đi ha. Kim cục trưởng, vô duyên vô cớ, sao phải tới cục cảnh sát chứ? Thì đi cũng chỉ hỏi vài câu để ghi khẩu cung, không có gì thì được về. Có quỷ mới tin lời của ông nói. Biết đâu vào đó rồi không ra được nữa sao? Đại An, cục trưởng đã nói như vậy rồi, vậy mời Trần Chân đi cùng chúng tôi. Dẫn người. Chà, đông vui quá ha. Có Long Thiệu Cơ tôi ở đây, thì mày dám động vào Trần Chân, còn không mau bỏ súng xuống cho tôi. Nè, bỏ xuống, bỏ xuống. À, Long sư trưởng à, tôi không đắc tội ông chứ? Cậu đã sắp đắc tội rồi đó. Bây giờ đưa người của cậu lôi xuống hết. Được. Nè, không đủ chứng cứ, rút. Long sư trưởng, ông còn nhớ quy tắc mà chúng ta đã giao ước chứ? Nhớ chứ. Hơn nữa tôi còn nhớ rất là rõ ràng. Ông từng hứa với tôi, liên quan quân đội tôi sẽ không mạo phạm ông. Còn về việc kinh doanh, ông sẽ không can thiệp. Nhưng mà bây giờ không phải là chuyện về việc kinh doanh nữa. Lục Đại An là con trai của tôi, Trần Chân là phó quan của tôi, liên quan việc nước đương nhiên là tôi phải quản rồi. Phó quan hả? Trần Chân là phó quan từ khi nào vậy? Ý tôi nói là ngay bây giờ. Được, ông muốn nhúng tay vào, vậy thì tôi để hắn sống thêm mấy ngày. Tôi coi ông bảo vệ hắn ta được một ngày, có bảo vệ hắn ta được cả đời hay không? Lâm Lộ Gia, sao ông lại tới đây? Là Chí Hân kêu tôi tới, cô ấy sợ cậu xảy ra chuyện. Xem ra điều Chí Hân lo lắng là đúng rồi. Nếu như hôm nay tôi không tới thì cậu gặp rắc rối lớn rồi đó. Sao tôi không phải là người dễ đối phó? Chúng ta lúc nào cũng phải cẩn thận. Em yên tâm đi. Nhưng mà những lời hắn ta nói lúc nãy, cậu cũng phải cẩn thận đó nha. Tôi đang lo là hắn sẽ không kiên nể gì mà trả thù cậu. Tôi biết rồi. Báo cáo. Sư trưởng, có thư của sở. Đọc. Quân đội kẻ địch khiêu khích quân ta ở cầu Lư Câu, chỉ huy lệnh cho ngài lập tức trở về sở. Nhìn thấy rồi chứ? Bắt đầu rồi. Mọi người tự lo cho mình đi. Dám ức hiếp cả Sato Bagawa này hay sao? Ta ở Bắc Bình bao nhiêu năm cũng chưa gặp chuyện này. Nghe đi, nếu trong vòng một tháng các người không diệt sạch hoàn toàn đám người Trần Chân đó là sẽ sỉ nhục danh tiếng của Sato này. Dạ. Sato tiên sinh, xảy ra chuyện gì vậy? Cái tên khốn kiếp Long Thiệu Cơ đó dám công khai báo về Trần Chân, tôi quyết không tha cho hắn. Tôi vừa mới nhận được thư báo. Sáng sớm hôm nay, quân đội hoàng gia của chúng ta đã tấn công trực diện với đối thủ ở cầu Lư Câu. Tốt. Quân đội hoàng gia đã tới, chúng ta phải làm một trận ra trò. Các ngươi nghe cho kỹ đây, chúng ta phải lập tức phối hợp hành động với hoàng quân Sơn Bổn Hoàng
cậu cho người đi dò la tình hình ở trong thành phố Bắc Bình, kịp thời báo cáo. Dạ. Những kẻ bất đồng chính kiến với tôi đều phải tiêu diệt hết, không được để lại hậu quả. Xin quý vị các cán sĩ chấm sự các tiền tuyến, mọi người cùng chấm sự chấm sự các tiền tuyến, chấm sự đảo chủ nghĩa đế quốc tàn ác. Bán đàn. Hả? Ê, nè, anh coi, qua đây, anh coi kìa, người nước ngoài bán đao kìa, chuyện này là sao? Anh coi kìa. Nè, đao này bao nhiêu tiền vậy? Đúng vậy, bao nhiêu tiền à? 30 đồng đại dương. Ê trời ơi, mắc quá rồi, với số tiền đó mua chỗ khác được 5 cái đó. Phải. Đúng vậy, còn không phải sao? Chơi mắc thì xin mời đi giùm. Chẳng phải chỉ là đồng nát thôi sao? Làm như là bảo bối vậy. Đúng. Người nước ngoài ăn xin, mấy thứ đồng nát này chặt đúng cũng vậy, chặt không nổi nữa. Còn không phải sao? Giữ lại để bị nhà giết gà đi. Đao này bán bao nhiêu tiền vậy? 30 đồng đại dương. Ê, có thành ý mới được động vào. Tĩnh Vân, lâu rồi không gặp. Anh là một võ sĩ, sao lại muốn bán đao? Rửa tay gác kiếm, rời xa giang hồ. Tôi mua đao sẽ chia ba điều không mua. Lai lịch không rõ ràng không mua. Di vật người mất tôi không mua. Vì cuộc sống bức bách đành bán đao tôi cũng không mua đâu. Tôi cũng có ba điều không bán. Không bán hỏi lai lịch của đao, không bán người không hiểu đao, nếu như trả giá càng không bán. Tĩnh Vân à, thân là một đao khách, nếu không phải gặp cảnh khó khăn tuyệt đối sẽ không bán món đồ mà mình yêu thích đâu. Tôi đã nói với anh rồi, rửa tay gác kiếm, tôi sẽ không dùng tới đao nữa. Tĩnh Vân à, đao thì anh cứ giữ lại, còn tiền này coi như tôi tặng cho anh. Đã cầm tiền của anh rồi thì đao thuộc về anh. Tĩnh Vân à, anh với Diễm Như đang ở đâu vậy? Thanh đao này của Tĩnh Vân. Là đao của Tĩnh Vân. Lúc em đang đi trên đường thấy anh ấy đang bán đao. Tại sao Tĩnh Vân lại bán đao? Em nghĩ chắc bất đắc dĩ lắm mới phải bán đi, nên em mua lại đao của anh ấy. Anh ấy với Diễm Như đang ở đâu? Anh ấy không chịu nói, cầm lấy tiền ném lại đao rồi đi ngay, có cản cũng không cản được. Đại An, bây giờ ngoài đường có động tĩnh gì không? Bây giờ dân chúng ở trong thành đều tự phát quyên tiền quyên đồ, chi viện quân đội kháng chiến chống lại kẻ thù. Nghe nói kẻ thù tiến đánh vào thành vô cùng ác liệt, không biết quân đội có chống cự nổi không? Chú Bỉnh trở về nói chính phủ thành phố không còn người nào, đám quan lão gia đó khăn gói to nhỏ dọn đồ lên xe lửa rồi. Coi ra chính phủ đã định từ bỏ Bắc Bình rồi. Diễm Như, anh về rồi đây. Anh về rồi hả? Nè, sao anh lại mua đồ nhiều như vậy chứ? Em quên rồi sao? Hôm nay là 100 ngày con chào đời. Anh đã hứa với em, dựa theo phong tục của nước em là 100 ngày cho con mà. Nhưng anh mua đồ nhiều như vậy, tiền đâu mà mua vậy chứ?
con được 100 ngày tuổi, tốn chút tiền là chuyện đương nhiên thôi. Chuyện này em không cần phải lo, anh đương nhiên sẽ có cách mà. Tĩnh Dân, đau của anh đâu? Bán rồi. Anh quyết định không làm võ sĩ nữa, sống một cuộc sống yên ổn bên em. Nhưng mà hai thanh đao này anh luôn mang theo bên người, bây giờ đột nhiên không còn nữa, em cảm thấy như thiếu gì đó. Dù sao cũng đã bán rồi. Nè, chúng ta làm 100 ngày cho con thôi. Vào trong đi, em chuẩn bị nấu cơm. Diễm Như, em chưa nấu xong sao? Sắp rồi. Mau lên, anh có điều bất ngờ cho em đi. Em cũng có điều bất ngờ cho anh. Được, em mau lên nha. Tĩnh Dân. Diễm Như à, em mặc kimono là muốn để cho anh vui có phải không? Anh cũng như vậy đó thôi. Mặc trường bào của đất nước em cũng vì muốn làm cho em vui. Lúc em vừa mới bước ra, anh còn tưởng là một cô gái của đất nước anh chứ. Anh mặc trường bào của đất nước em trông cũng rất là đẹp trai. Anh đi ẵm con tới đây đi, chúng ta làm lễ trăm ngày nha. Con trai, gọi mẹ đi. Nó mới được 100 ngày tuổi sao mà biết nói sớm vậy. Mẹ sinh con đã vất vả lắm rồi. Nè, chúng ta cúi đầu cảm ơn mẹ. Chúc cho mẹ của con cuộc sống vui vẻ, sức khỏe dồi dào. Trăm ngàn việc tốt cũng không tốt bằng cả nhà chúng ta ở bên nhau. 100 ngàn sự vui không bằng niềm vui đoàn viên. Tĩnh Dân, chúng ta lấy trà thay rượu. Chúc con trai chúng ta sau này có thể lớn lên khỏe mạnh. Lão gia, trà táo của ngài xong rồi. Để đó đi. Lão gia, hôm nay là ngày gì hay sao? Không phải là ngày gì hết. Không phải ngày gì hết mà ngài coi lịch lâu như vậy để làm gì? A Lan à, gần đây có tin tức gì của tiểu thư không? Không có. Bây giờ con trai của Diễm Như chắc cũng được 100 ngày rồi. 100 ngày rồi, nhanh vậy sao? Xưởng sợi đã đóng cửa rất nhiều ngày rồi, không nhanh sao được chứ. Lão gia, ngài còn dặn dò gì không? Chút nữa cô nói với thường úy, kêu một người ngày mai đi Thiên Tân làm chút việc cho tôi, nhân tiện thả lỏng người. Dạ được.
Diễm Như, em đang coi gì vậy? Anh coi, không ngờ trên cây lại nở một đóa hoa rồi. Có người nói với anh là nếu bạn thích đóa hoa này thì hãy hái nó xuống. Em thấy đóa hoa này như đang nhìn thấy bản thân mình vậy. Tuy rằng rất cô đơn nhưng cũng rất kiên cường. Đáng tiếc nó chỉ nở có một đóa. Nếu không thì anh đã hái nó xuống đây cài lên cho em rồi. Ờ đúng rồi, em có thứ này tặng anh. Tuy chỉ làm bằng trúc nhưng nếu như anh không có kiếm ở trên người vậy thì sẽ không còn là anh nữa. Hai thanh kiếm này làm trông giống y như thật vậy. Anh sẽ giữ gìn thật cẩn thận. Ơ, Diễm Như, Diễm Như, Diễm Như à, em làm sao vậy? Không sao. Em bị sốt rồi Diễm Như. Hả? Diễm Như, Diễm Như, Diễm Như à? Bác sĩ, rốt cuộc cô ấy bị bệnh gì? Cô ấy bị truyền nhiễm sau khi sinh cũng bị lâu lắm rồi. Số lượng bạch cầu trong máu bây giờ đã xuống rất thấp. Sao bây giờ mới đưa tới đây? Nhưng mà trước đó, hả? Bác sĩ à, nhưng mà tôi không phát hiện là cô ấy bị bệnh. Cô ấy suy nhược tới như vậy cậu nhìn không ra sao? Tôi tắc trách quá rồi. Tình hình của bệnh nhân rất nguy hiểm, cần phải lập tức nằm viện chữa trị. Nằm viện? Không phải tôi đang hù cậu đâu. Nếu không lập tức nằm viện chữa trị có thể sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Nằm viện cần bao nhiêu tiền? Đặt cọc trước 500 đại dương. Nhưng tôi không có nhiều tiền như vậy. Hay là cứ nằm viện trước rồi tôi sẽ đi gom tiền. Chuyện này không có tiền thì không nằm viện được. Tôi không thể làm gì hơn đâu. Tôi kê thuốc cho cô ấy, miễn cưỡng duy trì được mấy ngày. Nếu như sau một tuần nữa mà không nằm viện thì sẽ rất nguy hiểm đó. Cảm ơn bác sĩ. Không có gì. Tỉnh Dân, cậu tới có chuyện gì? Tôi có việc gấp muốn gặp bác Hứa. Lão gia đi thiên tân rồi. Khi nào bác ấy mới trở về? Không rõ lắm, có lẽ một hai ngày, có lẽ là hai ba ngày. Thật không đúng lúc chút nào. Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Tôi có chuyện rất gấp, cần dùng một số tiền. Nhưng mà lão gia không có nhà, không mở két sắt được. Hơn nữa xưởng sợi cũng bị ép đóng cửa. Trong phủ không còn bao nhiêu tiền mặt, ngay cả người làm cũng thuê không nổi. Thôi đành vậy, tôi sẽ nghĩ cách giải quyết khác. Nè, Tỉnh Dân, nếu như 8 đồng 10 đồng tôi có thể nghĩ cách được. Không có đủ dùng đâu. Cảm ơn ông nha. Đau của con đâu? Bán rồi. Bán à? Tại sao chứ? Là vì cuộc sống. Con có còn là một võ sĩ hay không? Thật là mất mặt mà. Con xin lỗi. Con tìm ta có chuyện gì? Con muốn mượn người một số tiền. Dùng làm gì?
Diễm như cô ấy. Cô ấy bị bệnh rất nặng. Cần bao nhiêu? Tiền cọc để nằm viện cần 500 đại dương. Ta có thể cho con tiền, nhưng không thể cho không. Con phải làm việc cho ta. Được, con hứa với người. Con còn không biết ta muốn con làm cái gì mà đã đồng ý rồi. Chỉ cần có thể cứu được vợ của con, kêu con làm gì cũng được. Ta sẽ đưa đủ tiền cho con để trị khỏi bệnh cho vợ con. Cảm ơn lão sư. Đừng vội cảm ơn ta. Ta muốn con lấy danh nghĩa của gia tộc Liễu Sinh, lấy đao làm chứng, thề với trời đất, phục tùng mệnh lệnh của ta. Không đồng ý thì con trở về đi. Liễu Sinh tỉnh dân ta, lấy danh nghĩa gia tộc Liễu Sinh xin thề hiếu trung với Sato tiên sinh, phục tùng tất cả mệnh lệnh của người. Nếu không phục tùng mệnh lệnh sẽ rạch bụng tự sát. Tốt. Con lấy tiền được rồi chứ? Bây giờ vẫn chưa thể cho con. Ta muốn trong vòng 3 ngày giết Trần Chân. Sau khi thành công, ta sẽ lập tức đưa tiền ngay. Tỉnh dân, con không được nuốt lời. Sau khi giết Trần Chân, ta sẽ mời bác sĩ tốt nhất thành phố chữa bệnh cho vợ con. Tốn bao nhiêu tiền, ta cũng sẽ lo cho tới cùng. Cảm ơn lão sư. Tỉnh dân. Sau này đừng gọi ta là lão sư. Bắt đầu từ bây giờ, con không còn là học trò của ta. Trần đại ca. Trần đại ca. Có chuyện gì? Có người nhờ tôi đưa cho anh nè. Người đâu? Đã đi rồi. Cậu ra ngoài đi. Dạ được. Đi em coi. Trên đó viết gì vậy? Là Liễu Sinh tỉnh dân gửi thư khiêu chiến. Tôi đã tới rồi.
Cảm ơn ý tốt của anh Trần Chân. Nhưng đây không còn là kiếm của tôi nữa, tôi sẽ không dùng nó nữa đâu. Chúng ta bắt đầu đi. Công tôi coi anh là một võ sĩ chân chính. Anh dùng kiếm gỗ sỉ nhục tôi. Tôi không hề sỉ nhục anh. Phí lời. Yay!
Sao anh lại ngốc như vậy chứ? Sao em lại tới chỗ này? Em tới ngăn cản anh. Anh làm chuyện ngu ngốc nhất ở trên đời này rồi. Chị Hân và Trần Chân là bạn của chúng ta. Họ đã giúp đỡ chúng ta nhiều lần như vậy. Tại sao anh vẫn còn làm vậy chứ? Anh đã hứa với Sato rồi. Quyết đấu bắt buộc sẽ phải tiến hành. Anh dừng tay đi. Diễm Như. Diễm Như, đừng qua đây. Tịnh Vân, đoạn kiếm của gia tộc Liễu Sinh các anh từng nói với em. Anh nói cho em biết là nó dùng để tự sát. Nếu như anh còn không chịu ngừng tay, em sẽ chết ở trước mặt anh. Em kêu anh ngừng tay đi. Sao lại như vậy? Lại bị con đàn bà hèn hạ đó phá hỏng rồi. Trường Hồng Khổng. Sato tiên sinh, cậu còn mặt mũi về đây gặp tôi sao? Cậu từng lấy danh nghĩa của gia tộc Liễu Sinh để thề phải đẩy Trần Chân vào chỗ chết, cậu còn nhớ không? Đúng vậy, tôi đã không giết được Trần Chân. Lần này tôi trở về đây là muốn thực hiện lời hứa của mình, lấy cái chết để tạ tội. Ngoại trừ trả nợ còn phải báo thù. Hắn, Sơn Bổn Hoành, là kẻ thù đã giết vợ của tôi. Cậu tưởng dưới mắt của ta có thể tự ý giết người được sao? Giết không được cũng phải giết. Giáo huấn của gia tộc Liễu Sinh, có ơn phải trả, có thù phải báo. Sơn Bổn Hoành, bây giờ Tịnh Vân khiêu chiến với cậu. Có thể chấp nhận sự khiêu chiến của gia tộc Liễu Sinh là vinh hạnh của cậu. Cậu nghĩ sao? Sato tiên sinh, tôi là một người võ sĩ, tôi chấp nhận khiêu chiến.
Tịnh Vân, tôi thua rồi, mau trả thù cho vợ của anh đi. Sato tiên sinh, cửa lớn của Hứa gia đã đóng chặt, nhà Phương gia để nhà trống, Kim cục trưởng cũng không thấy, Trần Chân cũng đã biến mất. Lập tức đi tìm dấu vết của hắn cho ta. Sơn Bổn Hoành, Thiên Đại, Tĩnh Vân, tất cả cũng vì hắn mà chết. Tôi nhất định phải giết chết hắn. Nhưng lỡ như hắn rời khỏi Bắc Bình thì sao? Liên hệ Thượng Hải, thông báo đạo trường Thạch Tĩnh sang bằng tin võ hội. Chúng ta đợi đi. Tôi không tin là Trần Chân và Lục Đại An không xuất hiện. Dạ. Trường Tiểu học Hân Quy, thành phố Bắc Bình. Trường học đã lâu rồi không mở lớp. Em đi coi thử có căn phòng nào để ở được hay không. Sư huynh, anh ở lại Bắc Bình có dự tính gì không? Anh cũng chưa biết nữa. Chính phủ đã bỏ rơi Bắc Bình, còn quân ta lại chống trả không nổi quân đội Đông Dương.
Tình hình như vậy, anh phải làm chút gì đó. Anh tính làm chuyện gì? Em nói coi. Đạo trường Hồng Khẩu. Đúng, Hứa tiên sinh nói không sai. Chúng ta không thể để cho đám người nước ngoài ở trên mảnh đất của chúng ta có thể muốn làm gì thì làm. Xong rồi, Đồng Giác thật là ngoan. Thím ơi, bánh bao cũng sắp chín rồi. Bồ Tát phù hộ cả nhà bình an. Con đưa bảy. Thím ơi, Đồng Giác, chạy nhanh lên. Bà ơi. Kho lương đã chuẩn bị xong hết chưa vậy? Đã có 17 kho lương đã dọn trống, vẫn còn 5 cái nữa. Trưa hôm nay có thể dọn sạch toàn bộ. Lương thực và củi dầu đã gom đủ hết chưa? Kho lương đã chất đầy củi dầu, vẫn còn 100 tấn lương thực cuối cùng, hôm nay chắc chắn sẽ được đưa tới. Tốt, rất tốt. Ngoài ra, chúng tôi đã mua đứt hết tất cả thuốc men của các tiệm thuốc ở Bắc Bình, bây giờ đều đang tồn trữ dưới kho hàng, đợi sau khi quân ta vào thành sẽ chuyển giao. Sáng sớm ngày mai quân ta sẽ vào thành, trưa ngày hôm nay các cậu phải lo xong tất cả mọi việc. Nếu có sai sót, giết chết không tha. Dạ. Mở cửa, mở cửa, mở cửa, mở cửa. Đồng Giác. Châu Trân. Châu Trân. Đồng Giác, có chuyện gì vậy? Sư huynh. Trần Trân. Sư huynh, tại sao hai người lại tới đây? Người Đồng Dục quyết định tiêu diệt Tinh Võ Hội ở Thượng Hải. Anh dẫn Đồng Giác liều chết tại đây đó. Vậy còn Sư Thái? Bây giờ Sư Thái đã đi rồi. Đệ tử quốc gia chỉ còn lại chúng ta mà thôi. Sau này Tinh Võ Hội phải nhờ vào chúng ta thôi. Tối hôm nay chính là cơ hội cuối cùng. Nhưng dựa vào chúng ta bây giờ có bao nhiêu phần thắng chứ? Không đợi được nữa, chánh sẽ thắng ta. Giết. Dù Bắc Bình sáng sớm ngày mai bị chiếm đóng, thì đêm nay chúng ta cũng phải sang bàn đạo trường Hồng Khẩu. Phải. Ở trong thành chúng ta còn 7-8 người, tính hết vào chúng ta cùng nhau làm. Trước khi trời tối em sẽ gọi đủ người tới. Tối nay có thể tiến công bất cứ lúc nào. Sư huynh, đại anh, tôi có lỗi với hai người. Trong đêm hôm nay
Cho dù xảy ra chuyện gì thì mọi chuyện đều nghe theo ông trời. Thù nhà nợ nước, chết cũng không hối tiếc. Trần Chân, Chí Hân. Trần Chân, có chuyện gì? Hứa tiên sinh tới rồi. Hứa tiên sinh tới làm gì? Ông ấy tới chào tạm biệt. Ông ấy muốn đưa con của Diễm Như và Liễu Sinh tới Tế Nam, sau đó trở về quê ở Tô Châu. Hứa tiên sinh. Trần Chân à, tôi phải đi rồi. Khi nào ông đi? Bây giờ. Trước khi tôi đi, tôi muốn làm người chứng kiến cho hai người. Chứng kiến gì chứ? Trần Chân à, cậu và Chí Hân đối với tôi mà nói không phải người thân, nhưng hơn hẳn người thân. Cho nên trước khi tôi đi, muốn chủ trì hôn lễ cho hai người. Mọi chuyện thật đơn giản, không tiệc rượu, không áo cưới, không động phòng. Nhân lúc tôi vẫn còn sống, hãy để tôi làm người chứng kiến cho hai người. Chậm thôi. Chuyến xe cuối cùng đã tới rồi. Các xe còn lại đâu? 5 xe thuốc và 15 xe các vật tư cần dùng thì đều đang trên đường. Nhất định phải cẩn thận, đừng để xảy ra chuyện gì. Từ từ thôi. Còn nữa, sau khi lo xong mọi chuyện, giải quyết tất cả mọi người. Đồng Giác, cô đi theo cô, nhất định phải nghe lời. Ừ. Đi đi. Ừ. Trần Chân, ngày mai em muốn đi chung với anh. Chị Hân à, bây giờ Bắc Bình đã là một thành bỏ trống. Ngày mai xảy ra chuyện gì anh cũng không biết nữa. Em đi theo Đồng Giác đi, anh sẽ yên tâm hơn. Nhưng mà anh ở lại đây em không yên tâm. Anh sẽ cẩn thận mà. Em yên tâm đi. Bây giờ anh là người đã có vợ rồi. Anh phải hứa với em, cho dù gặp phải chuyện gì, tuyệt đối không được nóng nảy. Anh hứa với em, anh sẽ không sao đâu. Không còn sớm nữa, em mau lên đường đi. Đi. Trần Chân, em có một linh cảm, cứ sợ sau này không gặp lại anh nữa.
Em nói gì vậy? Sau này chúng ta còn phải vui vẻ hạnh phúc sống cùng với nhau. Được, em đợi anh. Em lên xe đi. Sư huynh, đã tập trung đủ mọi người rồi, khi nào mới ra tay vậy? Đi. Trường tiểu học Hân Quy. Mời. Tam đảo tiên sinh, tôi xin mời ông một ly. Được. Tam đảo tiên sinh, quân của phía chúng ta ngày mai sẽ vào thành. Phía bên trung thôn tướng quân, phiền ông lo liệu dùm cho. Được. Gần đây công lao của Sato tiên sinh ở Bắc Bình, trung thôn tướng quân đều biết hết rồi. Cảm ơn. Nè mọi người, mời Tam đảo tiên sinh một ly đi. Mời. Sato tiên sinh, có chuyện gì? Sato tiên sinh, mấy kho lương của chúng ta đều đã bị đốt sạch. Có biết ai làm không? Bây giờ vẫn chưa biết. Cậu ở đây tiếp đãi Tam đảo tiên sinh, tôi đi gửi điện báo sẽ trở về ngay. Dạ. Mời. Tam đảo tiên sinh, tôi mời ông một ly. Được. Mời. Tất cả sợ bằng hết chỗ này. Thank you.
Trần Chân, cuối cùng cậu cũng tới. Sato, ông không chỉ là kẻ thù của một mình Trần Chân tôi, mà còn là kẻ thù của dân tộc tôi. Tôi muốn trước khi quân của các ông vào thành, sáng bằng đảo trường Hồng Khẩu, hủy diệt cơ quan đặc vụ của ông. Bên cậu đã sắp diệt vong, dựa vào sức của một mình cậu có thể cứu vãn được sao? Tôi nói cho cậu biết, Bắc Bình sau khi mặt trời mọc sẽ chỉ có một lá cờ Thái Dương được treo lên. Dân tộc của cậu sẽ trở thành lịch sử. Tôi khinh đám Đông Dương các ông có gì mà so sánh được với dạng Lý Sơn Hà của chúng tôi. Ông đúng là quá coi thường người dân của chúng tôi rồi. Được, tôi sẽ dùng máu của Trần Chân cậu mở đường cho quân chúng tôi. Ah!
trở về tìm em. Sao anh không giữ lời? Tại sao em lại quay lại? Em không yên tâm. Cho dù như thế nào cũng không thể bỏ lại một mình anh được. Đừng khóc nữa. Ai cũng phải chết. Anh đã chết rất nhiều lần rồi. Chỉ là lần này không qua được. Trần Trần, anh không thể chết. Anh đã hứa sẽ chăm sóc em suốt cuộc đời mà. Anh không thể chết. Anh xin lỗi. Anh không làm được. Đợi sau khi anh đi rồi, em nhất định phải giúp anh chăm sóc Đông Giang.
选择回去，它刺痛你的心，但你不肯觉醒。